Zenit của Anh Slovakia tam sư vào tứ kết. Tuyển Anh đã trải qua giai đoạn vòng bảng rất đáng thất vọng và huấn luyện viên Gareth Southgate bị chỉ trích vì tính bảo thủ của mình trong việc sắp xếp cầu thủ ra sân. Tuy nhiên, ở trận đấu này, chiến lược gia người Anh đã có sự thay đổi khi tiền vệ trẻ Kobbie Mainoo đã lần đầu tiên tại Euro 2024 được bố trí đá chính từ đầu. Đây là sự thay đổi duy nhất của đội tuyển Anh so với trận hòa Slovenia. Trong khi đó, thì huấn luyện viên Francesco Cazorna của Slovakia vẫn giữ nguyên đội hình như trận đấu gần nhất, trận hòa 1-1 với Romania ở lượt trận cuối của vòng bảng. Tam sư với dàn hào thủ của mình là cái tên nhận được sự đánh giá rất cao từ giới chuyên môn, nhưng đã vấp phải một Slovakia thi đấu như lên đồng ngay sau tiếng còi khai cuộc. Các học trò của huấn luyện viên Cazorla không có bất cứ sự e dè nào, và dù là đội bóng cầm bóng ít hơn đối thủ rất nhiều, 25% so với 75% trong hiệp 1, nhưng chính họ mới là những người tạo ra được các cơ hội sóng gió trước khung thành của thủ môn Jordan Pickford. Slovakia chủ động phòng ngự và tỏ ra cực kỳ nguy hiểm ở những pha phản công. Một trong số đó đã được cụ thể hóa thành bàn ở phút thứ 25. Sau tình huống bóng được phất lên từ phần sân nhà lên cho tiền đạo cắm David Zelek, và cầu thủ này đã thực hiện đường chọc khe thông minh cho Ivan Strand băng lên xâm nhập vòng cấm trước khi vẩy má ngoài chân phải điệu nghệ đánh bại Pickford mở tỷ số trận đấu. Còn đối với đội tuyển Anh, dù thua trận nhưng mà đoàn quân huấn luyện viên Gareth Southgate vẫn như bế tắc và thiếu ý tưởng trong việc triển khai tấn công. 45 phút đầu tiên, tam sư không có nổi một cú dứt điểm đi trúng khung thành của thủ môn Martin Dubravka, và các pha bóng nguy hiểm chỉ đến từ những nỗ lực dứt điểm của Mainoo hay là đội trưởng Harry Kane nhưng không đủ để tạo ra bàn thắng. Bước sang hiệp 2, Anh tiếp tục thi đấu lấn lướt và sớm tìm kiếm được mảnh lưới của Slovakia, nhưng tình huống đệm bóng cận thành của Phil Foden ở phút thứ 50 đã không được công nhận do lỗi việt vị. Chỉ 2 phút sau đó thì Harry Kane có cơ hội ghi bàn, nhưng cú dứt điểm của Anh đã chạm chân hậu vệ Slovakia và đi chệch cột dọc trong gang tấc. Sau những tình huống tấn công dồn dập mà không thể có bàn thắng, Anh dần đánh mất nhuệ khí trước một Slovakia thi đấu đầy chắc chắn bên phần sân nhà. Suốt hiệp thi đấu thứ hai, các cầu thủ Slovakia gần như không tổ chức các tình huống lên bóng mà chủ yếu tập trung đội hình bên phần sân nhà. Tình huống nguy hiểm nhất đến từ phút thứ 54, khi Zelek tận dụng tình huống sai lầm của Kyle Walker và thực hiện cú sút từ vạch giữa sân khi quan sát thấy Pickford dâng cao nhưng bóng lại đi chạch cột dọc trong gang tấc. Những phút cuối trận, đội tuyển Anh đẩy toàn bộ đội hình tấn công và đã có được những tình huống rất ngon ăn. Tuy nhiên, Harry Kane đánh đầu sạt cột dọc ở phút thứ 78 và cú dứt điểm chạm cột dọc của Declan Rice ở phút 81. Tưởng như đội tuyển Anh sẽ theo chân Italia về nước sớm, thì ở phút bù giờ thứ 4 của trận đấu, Bellingham đã có khoảnh khắc siêu sao với cú xe đạp chồng ngược trong vòng cấm gỡ hòa cho đội tuyển Anh để đưa trận đấu vào hiệp phụ. Hưng phấn sau bàn thắng, Anh nhanh chóng tận dụng tinh thần trùng xuống của các cầu thủ Slovakia để có bàn thắng ngay ở phút thứ 2 của hiệp phụ. Sau cú đá nửa chuyền nửa sút của Eze, Toni đánh đầu chiến thuật về phía xa và Kane lập tức ập vào đánh đầu bồi, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội tuyển Anh. Quãng thời gian còn lại của hai hiệp phụ, Anh chủ động chơi chắc chắn và nhường thế trận cho Slovakia. Tuy nhiên, trong quãng thời gian 90 phút chính thức chỉ chạy theo bóng đã bào mòn thể lực của Slovakia, khiến họ không tạo ra được nhiều pha bóng nguy hiểm ngoại trừ pha đệm bóng cận thành đi vào xà ngang của Pickford ở phút cuối hiệp phụ đầu tiên. Chung cuộc thì Anh bảo toàn chiến thắng 2-1 và có tấm vé vào tứ kết chạm trán Thụy Sĩ. Kết quả Tây Ban Nha 4-1 Georgia, Tây Ban Nha đối đầu Đức ở tứ kết Euro 2024. Ở trận đấu giữa Tây Ban Nha và Georgia tại vòng 1/8 Euro 2024, đội bóng của huấn luyện viên De La Fuente xuất sắc ngược dòng để giành chiến thắng với cách biệt 4-1. Với kết quả này thì Tây Ban Nha sẽ gặp Đức tại tứ kết. Trong cuộc đại chiến vòng 16 đội Euro 2024, đội tuyển Tây Ban Nha đã chứng minh đẳng cấp của mình bằng chiến thắng thuyết phục 4-1 trước Georgia. Trận đấu diễn ra với nhiều diễn biến bất ngờ, nhưng cuối cùng thì La Zorra đã khẳng định vị thế của một ứng cử viên nặng ký trong chiếc cúp danh giá. Ngay từ những phút đầu trận thì Tây Ban Nha đã thể hiện sự áp đảo với lối chơi kiểm soát bóng và liên tục dồn ép đối phương. Trong 14 phút đầu tiên, họ nắm giữ bóng tới 86% thời gian và có 5 quả phạt góc. Tuy nhiên, Georgia lại là đội vượt lên ở phút thứ 17. Trong một đợt phản công hiếm hoi, Georgia đã bất ngờ vượt lên dẫn trước. Ota Kababaze đã tạt bóng vào vùng cấm địa và trong nỗ lực ngăn cản, hậu vệ Noman của Tây Ban Nha đã vô tình đưa bóng vào lưới nhà. Dù bị dẫn bàn bất ngờ, Tây Ban Nha vẫn giữ được bình tĩnh và tiếp tục pressing đối thủ. Sự kiên nhẫn của họ đã được đền đáp ở phút thứ 39 khi Pedri thực hiện một pha dứt điểm tuyệt đẹp từ khoảng cách 25m. Cú sút chìm hiểm hóc của Rodri đã hạ gục thủ môn đối phương, giúp Tây Ban Nha gỡ hòa 1-1. Bước sang hiệp 2, Tây Ban Nha càng chơi càng hay, còn Georgia hầu như chỉ còn biết co cụm phòng ngự. Họ tiếp tục kiểm soát thế trận và liên tục tạo ra những cơ hội nguy hiểm.
Phút thứ 51, từ một pha phối hợp đẹp mắt, Lamine Yamal chuyển bóng chính xác từ cánh phải cho Fabian Ruiz lao vào đánh đầu chính xác, đưa Tây Ban Nha vươn lên dẫn trước 2-1. Hưng phấn với bàn thắng vượt lên dẫn trước, Tây Ban Nha tiếp tục dồn ép. Ở phút thứ 76, họ có bàn thắng thứ 3 nhờ công của Nico Williams. Nhận đường truyền từ Fabian Ruiz, Williams thực hiện một pha đi bóng đẳng cấp qua người hậu vệ Gruzia trước khi tung ra cú sút đầy uy lực, nâng tỷ số lên 3-1. Chưa dừng lại ở đó thì Tây Ban Nha tiếp tục thị uy sức mạnh khi có bàn thắng thứ 4 ở phút thứ 83. Lần này người lập công là Dani Olmo với một pha xử lý kỹ thuật đẳng cấp bên rìa vòng cấm địa. Anh khéo léo đánh lừa hậu vệ đối phương trước khi dứt điểm chính xác vào góc xa, ấn định chiến thắng 4-1 cho Tây Ban Nha. Ngược dòng thắng Georgia, Tây Ban Nha sẽ chạm trán chủ nhà Đức ở vòng tứ kết Euro 2024 diễn ra vào lúc 23 giờ ngày 5 tháng 7 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Stuttgart Arena. Declan Rice và huấn luyện viên Slovakia Sozat suýt nói chuyện bằng nắm đấm. Sau khi trận đấu giữa Anh và Slovakia tại vòng 1/8 Euro 2024 kết thúc, giữa tiền vệ Declan Rice và huấn luyện viên Francesco Canzona đã xảy ra xô xát. Rất may cầu thủ đôi bên đã kịp xuất hiện để ngăn chặn những cái đầu nóng. Ở vòng 1/8 Euro 2024, Anh được đánh giá cao hơn Slovakia nhưng phải cần tới 120 phút để giành chiến thắng 2-1. Tại hiệp thi đấu chính thức, tiền vệ Jude Bellingham đã cứu tam sư bằng bàn thắng đẹp mắt ở phút bù giờ trước khi Harry Kane ấn định chiến thắng cho đội nhà ở đầu hiệp phụ đầu tiên. Sau tiếng còi mãn cuộc, huấn luyện viên Slovakia là Francesco Canzona đã tiến tới vị trí của trọng tài chính để phàn nàn điều gì đó. Tiền vệ Declan Rice đứng gần đó đã ra hiệu cho ông Francesco Canzona nên đừng ca thán vì trận đấu đã kết thúc. Vị huấn luyện viên của đội tuyển Slovakia đáp trả bằng cách đẩy Rice. Một thành viên khác trong ban huấn luyện của Slovakia cũng hùa theo đẩy tiền vệ của Arsenal. Rice tức giận và có lẽ đã văng tục về phía huấn luyện viên Canzona. Không chỉ lời qua tiếng lại, Rice còn sấn sổ định dùng nắm đấm để giải quyết. Các cầu thủ Anh và Slovakia ở gần đó đã nhanh chóng can thiệp để tránh sự việc xấu xảy ra. Trong đó, thì thủ môn Ramsdale đã kéo Rice ra ngoài để kết thúc cuộc cãi vã và hạ nhiệt cái đầu nóng của người đồng đội. Ở trận đấu này, thì Rice đã làm việc hết công suất. Thống kê cho thấy Rice có 109 pha chạm bóng, 90% đường truyền đi trúng đích, 10 đường truyền hướng vào 1/3 phần sân của đối phương, 2 cú sút trúng đích, 1 chạm khung thành và 7/7 đường truyền dài chuẩn xác. Tại khâu phòng ngự thì Rice sở hữu 10 pha thu hồi bóng, 2 lần giải vây, 2 pha cắt bóng thành công, 2 cú tắc bóng chuẩn xác và 6/6 lần chiến thắng trong các pha tranh chấp tay đôi. Ngoài ra thì cựu đội trưởng của West Ham cũng suýt ghi một bàn với cú sút đập cột dọc ở hiệp 2. Hu Sotkeris chấm điểm trình diễn xuất sắc này của Rice với số điểm 7,8 tương đương Bellingham. Jude Bellingham lên tiếng về hành động tục tĩu trước Slovakia. Tiền vệ ngôi sao Jude Bellingham đã bị cáo buộc có hành vi tục tĩu hướng về băng ghế dự bị của Slovakia sau bàn gỡ hòa cho đội tuyển Anh. Bellingham là người hùng của tam sư khi anh có pha ngả người móc bóng tuyệt đẹp gỡ hòa trước Slovakia, mở ra chiến thắng chung cuộc 2-1 cho đội nhà và giành vé vào tứ kết Euro 2024. Sau khi lập công, Bellingham đã có hành động dùng tay để vào phần hạ bộ rồi hướng về băng ghế dự bị của Slovakia như một cách giải tỏa. Đoạn clip về cách ăn mừng tiêu cực này của Bellingham đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Song đích thân tiền vệ mang áo số 10 đã lên tiếng. Ở tài khoản X cá nhân, Bellingham viết: "Chỉ là một cử chỉ đùa giỡn với một số người bạn thân đã tham gia trận đấu thôi. Không có gì ngoài sự tôn trọng với cách đội tuyển Slovakia đã chơi tối nay." Khi được hỏi về màn thể hiện của đội tuyển Anh trước Slovakia, Bellingham chia sẻ trước truyền thông: "Tôi nghĩ màn trình diễn thực sự tốt cho đến khi Slovakia ghi bàn và thậm chí sau đó chúng tôi đã kiểm soát trận đấu rất tốt, luôn đe dọa ở 1/3 cuối sân, có thể chỉ thiếu cú chạm bóng cuối cùng để tạo ra những cơ hội lớn. Chắc chắn điều đó sẽ rất quan trọng đối với chúng tôi trong tương lai. Hãy nhìn xem ai đã vào sân, chúng tôi đã cùng nhau chiến thắng trong trận đấu này. Không phải tôi, không phải Harry Kane, không phải những khoảnh khắc cá nhân, đó là những người như là Ivan Toni, Aberici Eze, Copamer và Bukayo Saka đáo hậu vệ trái. Đó là sự hy sinh mà bạn dành cho đội tuyển và đó là năng lượng mà chúng tôi cần duy trì bất kể điều gì xảy ra." Xác định hai cặp đấu tứ kết đầu tiên ở Euro 2024. Tây Ban Nha gặp Đức, còn Anh đấu Thụy Sĩ ở tứ kết Euro 2024. Sau khi 4 trận đầu vòng 1/8 kết thúc, ngoại trừ Italy, các đội được đánh giá cao hơn đều đi tiếp khi vòng 1/8 trôi qua nửa đường. Trong khi Tây Ban Nha giải mã ngựa Georgia với thắng lợi 4-1, Đức chật vật hơn khi hạ Đan Mạch 2-0 nhờ các tình huống gây tranh cãi. Hai đội trình diễn tốt nhất từ đầu giải sẽ sớm phải gặp nhau ở tứ kết trên sân MHP ở Stuttgart lúc 23 giờ thứ 6 ngày 5 tháng 7 theo giờ Hà Nội.
Đội tuyển Anh thậm chí phải kéo Slovakia vào hiệp phụ nhờ tuyệt phẩm móc bóng ngược của Jude Bellingham. Sau đó thì Harry Kane sớm ghi bàn ấn định thắng lợi 2-1, đưa Tam sư vào tứ kết gặp Thụy Sĩ trên sân Düsseldorf. Một ngày trước đó, thầy trò huấn luyện viên Murat Yakin thắng thuyết phục Italia 2-0 và sẵn sàng tạo ra thêm bất ngờ. Đức được đánh giá cao hơn một chút với khả năng vào bán kết là 53% so với xác suất là 47% của Tây Ban Nha theo siêu máy tính Opta. Tuy nhiên, thông số này không nói lên nhiều điều bởi Italy cũng từng được đánh giá như vậy trước Thụy Sĩ nhưng lại thất bại và trở thành cựu vương. Phong độ của Tây Ban Nha nhỉnh hơn khi họ là đội duy nhất toàn thắng kể từ đầu giải và nằm trong nhóm thủng lưới ít nhất, trong khi thì Đức lại sở hữu hàng công tốt nhất từ đầu giải với 10 bàn. Cả hai đều theo đuổi lối chơi kiểm soát, gây áp lực cường độ cao, hứa hẹn tạo ra một trận đấu khó lường. Đức lại nhỉnh hơn về đối đầu với 9 thắng, 9 hòa và 8 thua trong 26 lần hai đội gặp nhau. Tuy nhiên, họ từng thua Tây Ban Nha liên tiếp ở chung kết Euro 2008 và bán kết World Cup 2010 cùng tỷ số 0-1. Lần gần nhất hai đội gặp nhau là vòng bảng World Cup 2022 với trận hòa 1-1. Trận giữa Anh và Thụy Sĩ ở tứ kết được máy tính đánh giá là chênh lệch hơn nhiều khi Tam sư có tới 71% khả năng đi tiếp, đồng nghĩa cơ hội của Thụy Sĩ là 29%. Tuy nhiên, màn thể hiện của hai đội từ đầu giải cho thấy chênh lệch này có thể xít sao hơn.